Hello anh em, xin chào tất cả các anh em lại đến với kênh Trà Đá Trứng của mình. Và mình là Tú Anh, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục dẫn mọi người đi nhìn về câu chuyện thị trường cũng như là phân tích cho mọi người về một số cái yếu tố vận động của các mã cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay. Thì phiên tới thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cơ hội như thế nào và trong thời gian tới chúng ta sẽ tìm được những cái cơ hội ra làm sao trong thị trường này. Thì trước khi bắt đầu phân tích về thị trường thì mình sẽ đi qua một cái câu nói khá là nổi tiếng của Warren Buffett. Đó là câu gì? Thị trường là một thiết bị chuyển tiền từ kẻ thiếu kiên nhẫn sang kẻ kiên nhẫn hơn. Thì lý do vì sao ngày hôm nay mình lại đưa ra cho mọi người cái câu nói nổi tiếng này để mà bắt đầu vào câu chuyện phân tích thị trường ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta đi vào phân tích thị trường trước nhá. Sau đó thì tí nữa mình sẽ bắt đầu khai thác dần dần từ cái câu nói này ra để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn được với câu nói này. Rồi tiếp đến chỉ số thị trường ngày hôm nay như thế nào? Hôm nay VN Index đang đóng cửa ở 1258.56, tương đương giảm 4,26 điểm so với phiên ngày hôm qua. Thì hôm nay lại tiếp tục là một cái phiên bị bubble ATC. Cụ thể nhất, rõ ràng nhất, đau đớn nhất là cái con BVD của nhóm ngành dầu khí. Khi mà rõ ràng nó đang ở giá xanh. Đang ở giá xanh kiểu mọi người cảm thấy là ở dầu khí có vẻ ổn rồi, thanh khoản của nó có hơi bé tí nhưng không sao. ATC úp phát âm hơn 4%. Đó thì tí nữa mình sẽ bắt đầu vào chart, đi vào phân tích nó và mình sẽ bắt đầu xoáy sâu về câu nói vừa rồi. Bây giờ tiếp lại về câu chuyện thị trường. Ngày hôm nay thì độ rộng thị trường đang thể hiện qua 257 mã giảm, 177 mã tăng và 85 mã ở mức giá tham chiếu. Tác động tới chỉ số thị trường ngày hôm nay thì họ nhà VIN là cái nhóm nắm đầu thị trường đi lên. Từ cái phiên sáng nay mình đã nói là họ nhà VIN nó mà kéo đầu đi lên rồi, cả con Vietcombank nó mà cũng xanh 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 như thế này thôi rồi, ngày hôm nay thị trường xanh vỏ đỏ lòng. Đó là trong phiên sáng mình còn nói trong nhóm khách hàng của mình. Thì mọi người muốn tham gia vào nhóm khách hàng với mình á, thì mọi người có thể là bấm ở dưới phần mô tả sẽ có đường link dẫn vào trong nhóm khách hàng, thì mình sẽ thường xuyên cập nhật về diễn biến thị trường cũng như là mọi người muốn hợp tác cùng với mình để chuẩn bị đi vòng mới với câu chuyện thị trường. Tức là sau khi mà thị trường tạo cân bằng và mình sẽ bắt đầu đi lựa chọn một số cái cổ phiếu đầu ngành á, thì mình sẽ bắt đầu đi vốn vòng mới và giai đoạn đó mình thậm chí là mình sẽ full margin luôn, nên là mọi người có nhu cầu hoặc là mọi người đang cần tìm hiểu một cái nguyên tắc, một cái cách để đầu tư chọn cổ phiếu thì mọi người cũng có thể là tham gia cùng mình ha. Đi vào tiếp đến câu chuyện thị trường. Top 3 mà ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường gồm có gì? PID, CTG và con GVR, đó là những mã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường ngày hôm nay. Khối ngoại thì sao? Khối ngoại ngày hôm nay đang nghiêng về bán hơn 606 tỷ ngày hôm nay. Mua mạnh nhất là mua con MB Bank, mua hơn 427 tỷ. Và bán là bán con Vinhome và bán con Novaland. Đó, thanh khoản thì hôm nay thị trường thanh khoản cũng xem ngày hôm qua, vẫn là một cái phiên thanh khoản thấp. Tuy nhiên là một cái phiên bị upbo ATC. Thì cái yếu tố upbo ATC á, nó thể hiện rõ nhất qua câu chuyện là phái sinh ngày hôm nay. Chúng ta thấy là trong từ lúc mà 14 giờ 20 phút, tức là lúc 2 giờ 20 á, đạp một phát thị trường gần như là phái sinh đạp lùng tám gần 8 điểm. Lúc đấy mình đã cắt cái hình phái sinh này, mình kêu với nhóm khách hàng của mình kêu là rồi xong phái sinh làm gì vậy, hôm nay upbo ATC tiếp. Đó là trong nhóm khách hàng nhá. Rồi bây giờ chúng ta đi vào câu chuyện thị trường trước, đi vào index trước đi, rồi lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu phân tích. Tí nữa mình sẽ bắt đầu đi vào một số cái mã cổ phiếu. Thì có phải á, trong cái bản tin sáng ngày hôm nay mình vẫn nói với mọi người là thị trường nó sẽ nghiêng một cái trạng thái sideways, tuy nhiên là nó chưa có hồi phục liền. Và cái phiên dạ tăng điểm ngày hôm qua của nó này, cái phiên tăng điểm ngày hôm qua của nó chỉ là một cái phiên gọi như là hồi kỹ thuật trong một cái xu hướng giảm trong ngắn hạn của nó phải có những cái phiên hồi như thế này để nó đỡ thị trường, nó bớt cái tâm lý áp lực của thị trường đi. Thì nhà đầu tư Việt Nam người ta lại có một cái căn bệnh, đó là căn bệnh gì? Mất trí nhớ. Chỉ cần một cái phiên nó tăng là bắt đầu mọi người quên hết những cái phiên giảm trước đó của nó. Thì ngày hôm qua mình vẫn kêu mọi người là đây là một cái phiên tăng không đáng kể, thanh khoản không có, mọi người đừng có nhảy và mọi người đua lệnh làm gì. Và thậm chí ngày hôm nay trong cái phiên sáng nay á, lúc mà thị trường bắt đầu hồi lên, như là bên mình có nắm giữ con PNG, thì sáng nay lúc mà PNG nó hồi lên mình có bán chốt lời ở trên cái vùng giá trên giá 99. Thì khi mà nổ giá đi lên như vậy sẽ là những cái lúc mà mình cân nhắc mình chốt lời cổ phiếu ra, chứ không phải là mọi người nhảy vào, mọi người ồ ạt, mọi người mua mới cổ phiếu. Thì cái mua mới cổ phiếu đó có phải là mọi người đang thiếu kiên nhẫn? Mọi người đang nghĩ rằng ở thị trường này ngon rồi, thị trường này hồi rồi, hôm qua nó xanh, hôm nay nó cũng xanh, sáng ngày hôm nay xanh đẹp như vậy cơ mà, thì thị trường này hồi chắc rồi, mọi người bắt đầu mọi người nhảy vào, mọi người mua mới cổ phiếu, thì đó có phải là trạng thái thiếu kiên nhẫn của mọi người trong đầu tư không? Đây, con BVD này. Mọi người thấy rõ ràng đúng không ạ? Đây là một thân nến Marubozu cực kỳ là to. Thanh khoản thì sao? Thanh khoản ngày hôm nay gần như là lớn hơn trung bình 20 phiên. Một cái phiên upbo ATC trong phiên trước khi mà đóng cửa, trước khi mà vào ATC, con này vẫn đang còn giữ ở mức giá xanh. Hai mươi ba chấm năm tìm lên đây không thấy ta.
lực bán của nó ấy quá rồi nên là rất khó để tìm được cái vùng giá xanh của nó thời gian trước đấy. Nhưng mà con này lúc mà trong phiên con này nó có kéo lên được giá xanh, sau đó thì ATC nó đạp một phát nó up 4%. Đây là một trong những cái phiên thể hiện rõ ràng nhất về cái trạng thái đó là gì, trạng thái tiêu cực của cổ phiếu, những cái phiên nhiễu cái tâm lý nhà đầu tư, những cái phiên nhiễu thanh khoản trong đầu tư ha. Thế nên giai đoạn này mình vẫn kêu với mọi người là không có việc gì phải mua hết, cứ chờ chờ, cứ kiên nhẫn với thị trường đi, khi nào thị trường bắt đầu vào trạng thái cân bằng hơn, bớt những cái phiên up bo ATC như thế này thì lúc đó chúng ta nên tham gia vô nó. Chưa kể đến ngày hôm nay cái yếu tố vận động của nhóm họ nhà Vin á, VHM đó, ngày hôm nay chúng ta thấy Vin tăng không ạ? Anh chị thấy Vin ngày hôm nay nó tăng lên mức giá cao nhất là mức giá 44.65. Hiện tại thì đang đóng cửa mức giá là 44.2. Thanh khoản thì sao? Thanh khoản đi vô gấp đôi cho mình 20 phiên. Xét về cái đường biên Mollinger Band thì rõ ràng đường biên nó đang mở biên đi lên rồi này. Đây là một trạng thái tốt của cổ phiếu chứ gì nữa. Nhưng mà xét thêm về những cái yếu tố trước đó đi, giai đoạn trước đó, cái ngày hôm 19 tháng 2 năm 2024, tức là đoạn đầu năm vừa rồi, có phải là Vinhome con VHM này cũng là một cái phiên nó bùng nổ, thậm chí là nó đi tăng rất cao, nó tăng 6,67%, thanh khoản cũng đi vô gấp đôi cho mình 20 phiên luôn. Tuy nhiên những cái mã cổ phiếu trong cái ngày hôm đó thì nó như thế nào thì mọi người là người trải qua giai đoạn đó cùng với thị trường, mọi người tự biết câu hỏi đúng không? Mọi người tự biết câu trả lời đúng không ạ? Họ nhà Vin tăng rất mạnh, tăng rất khỏe, điểm thị trường kéo lên rất là kinh luôn, nhưng mà cổ phiếu của mọi người không đỏ thì nó cũng vàng chứ nó không tăng được bao nhiêu cả, tăng cùng lắm cũng chỉ được một đến hơn 1% một tí chứ không có quá là khỏe đó nha. Đó là những cái hôm mà họ nhà Vin nó kéo thì mình vẫn nói là mình không chơi họ nhà Vin. Họ nhà Vin chơi làm gì, điều tiết thị trường, nhiều hôm nó kéo tăng vậy chứ bịp 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 hôm sau bị đạp lại bình thường. Đó là họ nhà Vin và mình vẫn hay nói và bây giờ mình vẫn giữ quan điểm với mọi người, mình không có khuyến nghị mọi người tham gia vô họ nhà Vin, được chưa? Tương tự con VAX này, AVIC này đó, ngày hôm nay cũng là một cái phiên tăng của nó, tăng hơn 1,68%, thanh khoản trung bình 20 phiên nhưng cũng chả nói được cái gì cả. Rồi bây giờ quay trở lại câu chuyện là ATC, Nam Long cũng là một cái mã cổ phiếu bị đạp ATC trong phiên ngày hôm nay. Chúng ta thấy rõ nhất về cái câu chuyện là đạp lủng luôn cái vùng giá hôm qua. Con này nếu mà theo như cái mẫu hình kỹ thuật bình thường của nó, mẫu hình kỹ thuật gọi như là đúng á, thì sau khi mà cái ngày hôm qua nó bị đạp về cái mức điểm thấp nhất của nó, đó là cái mức điểm mà giá 42.05, sau đó có yếu tố rút chân đóng cửa mức giá là 43.15 thì đáng lẽ ra ngày hôm nay nó phải là một cái phiên bật tăng của nó. Tuy nhiên up bo ATC up một phát con này âm luôn 1,51%, đâu ai ngờ được câu đó đâu đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái trạng thái là ATC nó đạp điểm thị trường, ATC nó làm nhiễu đi những cái chỉ số thông tin của thị trường. Thì lúc đó giai đoạn này khi mà thị trường nó đang có nhiều cái thông tin nó nhiễu như vậy thì chỉ là canh những cái phiên hồi giá của nó mọi người nhảy vô. Thì cái vấn đề thiếu kiên nhẫn này, cái vấn đề là chuyển từ kẻ thiếu kiên nhẫn sang bên kẻ kiên nhẫn hơn á, thì kẻ kiên nhẫn sẽ là ai? Kẻ kiên nhẫn sẽ là những cái người người ta chấp nhận bỏ thời gian ra, người ta ngồi chờ câu chuyện thị trường. Cho thị trường mày muốn làm gì mày làm trong phiên ít nhất là tuần này với tuần sau để xem mày làm gì. Nếu như bắt đầu nó xuất hiện những cái điểm mua mới, nó bắt đầu vượt những cái nền tảng giá của nó, mình có thể tham gia vô cùng với nó. Lúc đấy là chúng ta đã bỏ thời gian ra, chúng ta kiên nhẫn với câu chuyện thị trường rồi mà. Còn những cái người thiếu kiên nhẫn, ngày hôm qua em khẳng định với mọi người luôn, hôm qua lúc mà em đi dạo thị trường ấy, em bắt đầu đi dạo những cái kênh của những cái broker khác, khi mà thấy người ta đang like đồ này kia, rất nhiều và rất rất nhiều nhà đầu tư người ta kêu là ui ngày hôm nay là hồi rồi, thị trường này bắt đầu chuẩn bị bật tăng trở lại, hôm nay không mua thì khi nào mua. Rõ ràng ví dụ như ngày hôm qua mọi người mua con Nam Long này đi, ngày hôm nay ai là người chịu cái phần lỗ này? Có phải là mọi người đang vi phạm vào một cái nguyên tắc cực kỳ là nổi tiếng trong đầu tư không? Đó là đừng cố gắng bắt sao rơi. Đó, mọi người bắt xong cái hôm nay lỗ này ai chịu? Lỗ này mọi người chịu chứ ai chịu? Tương tự như con BPD. Con BPD này ngày hôm nay lỗ này ai chịu? VAX, một mã cổ phiếu của mình. Tuy nhiên mình vẫn sẽ đưa ra cho mọi người về cái góc nhìn. Đó, ngày hôm qua trong cái phiên bùng nổ của nó, thanh khoản không thấy đâu. Ngày hôm nay nó giảm đạp UPBO ATC. Thì á, mọi người đang kỳ vọng là mua cổ phiếu trong ngắn hạn, mua trong những cái phiên rủi ro này là kỳ vọng để nó tăng cơ mà. Ngày hôm nay thì lỗ ngay khi mà hàng chưa về đó. Thì đây có phải là một cái trạng thái là đừng có bắt rau rơi của nó không? Đừng có mua cổ phiếu khi mà nó đang trong một cái xu hướng giảm. Rất rõ ràng rồi ha. GVR thì sao? Tương tự, cũng là những cái phiên cổ phiếu giảm rất là rõ ràng. MWG cũng tương tự này. Đó, ngày hôm qua tăng bùng nổ, hôm nay cũng
phủ nhận cái gần như là phủ nhận cái cây tăng của nó, thì con này hiện tại để mà kêu tăng liền luôn á rất khó, khả năng nó sẽ còn tích lũy ở trên đây, mà ai biết những cái phiên sau thị trường nó thích bốc bua tay C, con này đạp lủng luôn cái vùng giá này thì sao. Nên là tốt nhất giai đoạn này khi mà thị trường nó đang có nhiều cái yếu tố thông tin nhiễu động á, thì tốt nhất là mọi người không nên cố chấp, mọi người nhảy vào, mọi người mua cổ phiếu để gọi như là bắt đáy cổ phiếu. Chúng ta sẽ không biết khi nào nó là đáy cho đến khi mà nó bắt đầu có dòng tiền và nó hồi phục, nó đỡ giá và nó tạo thành đó là một cái đáy nha. Nên là không nên cố chấp và cãi nhau với thị trường. Ngày hôm nay thì mình có hôm mua một con trong nhóm cộng đồng của mình, thì mình có khuyến nghị đến mọi người một con, đó là về con HAG, và mình sẽ bắt đầu đi phân tích lý do vì sao ngày hôm nay mình khuyến nghị con HAG đến cho mọi người. Thì con HAG ngày hôm nay mọi người thấy đầu tiên đó là cây bùng nổ của nó. Trong phiên lúc mà mình khuyến nghị nó, lúc đấy là nó đang ở cái vùng giá khoảng cỡ 13.6. Tức là nó xác nhận là vượt được cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó quanh cái vùng 13.4 này này. Đây này. Đó. Thoát được cái nền tảng giá trước đó của nó. Thì mình đã xác nhận là không sao, cái giai đoạn này mình chấp nhận, mình bỏ vào, mình đi thăm dò, mình lấy vị thế đối với con HAG này trước, và mình kỳ vọng vào câu chuyện là con HAG nó sẽ chạy đi lên được cái vùng giá trên đây. Lý do vì sao lại là cái vùng giá trên đây? Vì nói để mà nói cho rõ ràng, rất nhiều nhà đầu tư người ta đang còn đang kẹt hàng ở trên cái vùng giá này. Thì người ta sẽ canh những cái phiên hồi, những cái phiên trời ra, chờ bùng nổ của nó để mọi người thoát hàng ra. Vậy nên HAG này mình chỉ xác nhận là mình chỉ đánh nhắm đối với nó thôi. Thế nên là khi nào mà nó xác nhận đi lên cái vùng giá 15 này, mình sẽ khuyến nghị mọi người là bán bớt hàng nó ra. Và ngày hôm nay là một cái phiên mình thăm dò cổ phiếu, mình mua mới cổ phiếu. Vì mình cảm thấy là trước đó nó đã trong một cái trạng thái là tích lũy hàng cùng với thanh khoản khá là bé rồi. Thanh khoản bé đủ điều kiện. Hôm nay thanh khoản đi vô bùng nổ giá, điều kiện thứ hai để mà mình có thể xác nhận là đầu tư vào cổ phiếu. Thêm một cái điều kiện nữa là ngày hôm nay nó đã xác nhận yếu tố là mở được biên Bollinger Band đi lên phía trên. Thì đó, đầy đủ những cái yếu tố, những cái điều kiện để mình có thể là tham gia vào một cổ phiếu, thì mình vẫn khuyến nghị với anh em rằng có thể tham gia vào HAG. Và thậm chí là ngày mai thì sao? Ngày mai thì phải quan sát thêm, nếu như ngày mai nó xác nhận là tiền vào tiếp, nó vượt được luôn cái vùng giá 13.4, 13.5 này một cách rõ ràng hơn, một cái cách chắc chắn hơn á, thì lúc đó mọi người vẫn có thể là nhảy vào thăm dò lấy vị thế đối với con HAG này nhá. Đó thì về câu chuyện là thị trường, thì để mà nói ngày hôm nay có nhiều cái yếu tố thông tin để mà chúng ta khai thác về nó hay không, thì mình vẫn nói úp bô hoa vẫn như những cái phiên trước đó rất là rõ ràng, những cái phiên úp bất ngờ cho anh chị em không một ai nghĩ đến cả, mà ngày hôm nay mình thấy là nó đang úp vẫn còn nhẹ cho mọi người, nên là thôi cũng coi như là trộm vía đi ha. Thì để xem phiên ngày mai nó đang như thế nào đã. Thì nếu ngày mai tiếp tục là một cái phiên thanh khoản thấp, quay lại VN đi. Nếu ngày mai vẫn là một cái phiên thanh khoản thấp và nó vẫn dao động quanh quanh cái vùng giá từ 1.260 cộng trừ 15 điểm á, tức là từ 1.245 đến 1.275 á, thì đó là một cái trạng thái hoàn toàn tốt của thị trường. Và mình vẫn đánh giá là ít nhất nó sẽ phải đi đâu đó khoảng hết tuần này đến tuần sau thì nó mới bắt đầu tạo một cái xung lực đẩy thị trường đi lên tiếp. Lúc đó mới là trạng thái đẹp của thị trường. Chứ để mà kêu như hiện tại nó bật một phát nó tăng liền luôn, rất khó. Nhà đầu tư người ta vẫn đang còn nghi ngờ, người ta vẫn đang còn kiểu hoang mang với những cổ phiếu của mọi người. Và thậm chí là nói luôn, Benny nó vẫn chưa nổ mà, nó vẫn chưa và những cái điều kiện trong giai đoạn thị trường xấu. Một số cái nhóm ngành chúng ta không không kỳ vọng nhiều, nó nổ giá thì lúc đó nó nổ xong hết đi. Thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu kỳ vọng vào câu chuyện là nó giải quyết hết những cái vấn đề ở dưới đáy của nó rồi, thì bây giờ nó bắt đầu đảo chiều, nó tăng lên lại. Ha, thì đó là về câu chuyện thị trường. Thì chắc là bản tin ngày hôm nay cũng chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Cảm ơn anh em đã đón xem cái bản tin này. Chúc anh em kiếm được thật nhiều lợi nhuận trên thị trường này. Bye mọi người ha.